Xin chào anh chị, chào mừng anh chị đã quay trở lại với kênh của em Vân Ô Tô Cũ Toyota Phú Mỹ Hưng. Chúc anh chị có một ngày làm việc thật vui vẻ và hạnh phúc nha. Hôm nay thì ngày đầu tháng 7, em Vân xin báo giá tất cả những chiếc xe mà bên em còn đang bán nha anh chị. Hiện tại thì giá xe đã giảm xuống rất là mềm rồi. Thời điểm này anh chị mua xe rất là thích hợp luôn nha. Ở bên em thì có thu mua, trao đổi ô tô cũ tất cả các hãng, có thu xe cũ đổi xe mới luôn. Anh chị có nhu cầu thì alo cho em nha. Số điện thoại em để ở phần tiểu sử nha anh chị. Rồi bây giờ thì em mời anh chị đi theo em ha, để em giới thiệu từng chiếc xe cho anh chị lựa chọn. Rồi đầu tiên thì em xin giới thiệu cho anh chị một siêu phẩm luôn nha anh chị. Một chiếc xe siêu siêu lướt luôn, mới chạy có 18.000 km thôi. Đó chính là chiếc Toyota Corolla Cross 2021 bản 1.8V, biển thành phố Hồ Chí Minh. Xe mang nó sơn là màu đỏ, ở giá rất là dễ thương nha anh chị. Ở giá chỉ có 770 triệu thôi. Ở sơn zin 100%. Ở xe rất là đẹp như xe mới luôn nha anh chị, 770 triệu có hỗ trợ vay trả góp ngân hàng. 70% giá trị xe trên toàn quốc, không cần chứng minh thu nhập. Anh chị coi nha, odo của xe nè, 19.918 km. Ở xe thì cũng được trang bị màn hình cảm ứng zin neo xe, camera 360 độ. Rồi xe được trang bị camera hành trình trước sau. Anh chị để ý nè, phần nhựa táp lô nè, và phần nhựa hai bên cánh cửa chưa có một vết xước luôn. Như xe mới nha anh chị, bản 1.8V sẽ có cửa sổ trời, trần màu đen, nội thất màu đen luôn. Tất cả mọi thứ còn rất là mới. Anh chị để ý là những cái này là cái miếng ni lông lúc giao xe mới nè, anh chưa lột ra luôn. Như một chiếc xe mới luôn, chỉ có 770 triệu nha anh chị. 770 triệu cho mẫu xe Toyota Corolla Cross 2021 bản 1.8V. Rồi kế bên em đây lại cũng là một siêu phẩm nha anh chị, mới chạy được có 20.000 km thôi. Xe mang nước sơn là màu xanh xám hay màu xám xanh. Toyota Corolla Cross 2021 luôn nha anh chị, nhập Thái nguyên chiếc. Xe còn rất đẹp và liền lạc. Bánh sơ cua chưa hạ luôn nha anh chị. Bữa nay bên em có hai chiếc Cross rất là đẹp, anh chị thích màu nào thì lựa màu đó nha. Mình coi qua phần nội thất giùm em nha. Ở phần nội thất thì là anh chị coi có odo xe nè, 21.004 km. Ở màn hình cảm ứng camera 360 độ. Đó, tấp nhựa, phần nhựa tấp lô nè, còn chưa bị chảy xước gì hết. Có cửa sổ trời luôn, nội thất màu đen, quá đẹp luôn anh chị. Rồi đó, hiện tại thì bên em đang có hai chiếc Toyota Corolla Cross 2021 màu đỏ và màu xanh nha anh chị. Chỉ có 770 triệu thôi, anh chị quan tâm chiếc nào thì alo cho em nha. Số điện thoại em để phần tiểu sử nha anh chị. Rồi tiếp theo là một mẫu xe nồi đồng cối đá, được rất là nhiều anh chị quan tâm và tìm kiếm luôn. Đó chính là chiếc Toyota Innova 2016 số sàn, biển thành phố Hồ Chí Minh. Xe mang nước sơn là màu nâu vàng. Giá chỉ có hơn 400 chút xíu thôi nha anh chị. Chỉ hơn 400 thì anh chị sở hữu ngay một chiếc xe 8 chỗ, gầm cao, bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu, nồi đồng cối đá, đi hoài luôn không có hư luôn á anh chị. Về phần nội thất thì xe được trang bị ghế da màu kem. Trần xe thì đã được bọc ly lông trần rồi. Xe cũng được trang bị đầu DVD màn hình cảm ứng nha anh chị. Phần táp lô cũng còn rất ok. Chỉ hơn 400 triệu chút xíu thôi nha anh chị. Chiếc xe này thì tụi em có hỗ trợ vay trả góp ngân hàng luôn nha. Nếu mà anh chị vay trả góp thì cần đưa trước cho em tầm 220 triệu là nhận cái xe Innova 2016 này về rồi. Rồi tiếp theo thì ở trên lầu 2 em còn 4-5 chiếc xe nữa. Chút xíu em sẽ mời anh chị lên xem xe. Thì trước khi lên lầu 2 thì bên này em còn một chiếc xe nữa, một chiếc bán tải giá rẻ, mang nước sơn là màu xanh. Đó chính là chiếc Ford Ranger 2019 số sàn, một cầu máy dầu. Xe mang nước sơn là màu xanh, biển thành phố Hồ Chí Minh, được trang bị sẵn nắp thùng cao rồi nha anh chị.
chúng ta xem qua phần nội thất một chút. Xe đã chạy được 76.000 km. Đúng chất 76.000 km anh chị, ô đô chuẩn luôn nha. Nội thất ghế nỉ zin neo xe còn rất là ok, trần xe sạch sẽ. Đó anh chị để ý nha, cái phần nhựa còn rất ok nha. Đó các phím chức năng nè. Cần số là anh chị, đúng chất 76.000 nha. Xe còn rất là cứng cáp. Đó chỉ hơn 400 chút xíu nha anh chị. Hơn 400 chút xíu thôi anh chị sở hữu ngay một chiếc xe Ford Ranger 2019. Số sàn máy dầu một cầu. Biển thành phố Hồ Chí Minh. Rồi bây giờ thì em xin mời anh chị lên lầu 2 nha. Trên lầu 2 em còn 4-5 chiếc xe nữa thì để em giới thiệu cho anh chị để anh chị có thể lựa chọn ạ. Rồi trên lầu 2 này thì đầu tiên em xin giới thiệu tới anh chị một chiếc xe siêu phẩm luôn anh chị ơi. Đó chính là chiếc Toyota Land Prado màu trắng ngọc trai. Mới chạy lướt có 27.000 km thôi, biển thành phố Hồ Chí Minh. Một chiếc xe quá đẹp anh chị. Nó giá rất là dễ thương luôn, chỉ có 2.460.000.000. 2.460.000.000 cho mẫu xe Toyota Land Prado 2021 biển thành phố Hồ Chí Minh. Đó, mới chạy lướt có 27.000 km thôi. Giá vẫn còn thương lượng mạnh luôn nha anh chị. Giá còn thương lượng mạnh cho anh chị quan tâm thiện chí. Đó, anh chị nào quan tâm mẫu xe đẳng cấp này thì cá lô cho em. Đó, chúng ta xem qua phần nội thất một chút xíu nha anh chị. Đó, về phần nội thất thì được trang bị ghế da zin theo xe màu cam rất là đẹp, da này sờ rất là thích nha anh chị. Đó, da này nó khác với ghế Innova với Fortuner nha anh chị, mềm hơn rất là nhiều. Đó, trần xe thì được vệ sinh cũng rất là sạch sẽ rồi. Ga xe này về tụi trần rất là sạch, tụi em vệ sinh cũng sơ sơ thôi là đã sạch rồi. Ở xe thì có màn hình cảm ứng camera 360 độ luôn. Đó, anh chị để ý nè, phần nhựa táp lô nè. Ở phần nhựa hai bên cánh cửa cũng chưa hề bị chầy xước gì cả. Đó, đây là phím gài cầu nè. Anh chị xem cần số không hề bị mài mòn gì nhiều nha anh chị. Mới có 27.000 mà, 5 vỏ zin theo xe luôn. Đây là chức năng sưởi ghế và làm mát ghế. Có hộc lạnh luôn nha anh chị. Một chiếc xe quá đẳng cấp. Toyota Land Prado 2021 màu trắng ngọc trai. Ở biển thành phố Hồ Chí Minh. Rồi tiếp theo thì em giới thiệu với anh chị một chiếc xe cũng rất đẳng cấp. Đó chính chiếc là Toyota Camry 2019, một chiếc xe đẳng cấp doanh nhân phiên bản 2.5Q. Xe mới chạy có 62.000 km thôi nha anh chị. Còn rất đẹp và liền lạc. Ở những năm 2019 thì bản 2.5Q là bản cao cấp nhất rồi nha anh chị. Ở xe nhập Thái nguyên chiếc luôn. Giá rất là dễ thương, chỉ có 930.000.000 thôi. Còn thương lượng mạnh cho anh chị vui vẻ thiện chí nha, thương lượng mạnh luôn nha anh chị. Đó, ô đô của xe nè. 62.982 km. À, xe cũng có màn hình zin neo xe, đầu DVD màn hình cảm ứng zin neo xe. Anh chủ cũ cũng trang bị thêm camera 360 độ rồi nha anh chị. Hệ thống loa JBL zin neo xe. Nghe rất hay và trầm ấm. Đó anh chị để ý nè, phần nhựa cánh cửa rất là đẹp. Trần xe, phiên bản này là có cửa sổ trời rồi nha anh chị. Đó, ghế da màu đen zin neo xe luôn. Ở thời điểm này thị trường xe khá là chậm nên là giá xe tụi em đã cân chỉnh rất là thấp để tiếp cận người dùng rồi nha anh chị. Nên là thời điểm này anh chị có nhu cầu mua xe thì sẽ mua được những chiếc xe đẹp, giá rẻ, rất là hợp lý nha anh chị. Đó. Rồi cuối cùng em có chiếc Fortuner 2018 đăng ký lần đầu năm 2019, máy dầu số tự động hai cầu, giá 910.000.000 nha anh chị. Bên em đang cho anh em spa lại cho nó sạch sẽ nha. Đó, xe được trang bị ghế da màu nâu da bò. Đó, màn hình cảm ứng ZTEC, camera 360 độ đầy đủ hết nha anh chị. Đó, nút gài cầu nè. Đó, hai chế độ Eco và Power.
Đó, trần xe thì được bọc và trần 5D rồi. Xe nhập Indo nguyên chiếc nha anh chị. Đó, Fortuner 2018. Hai cầu máy dầu số tự động. Đó, 910 triệu. Đó, anh chị có quan tâm thì cứ alo cho em nha, số điện thoại em để ở phần tiểu sử. Ở bên em có thu mua, trao đổi ô tô cũ, có thu xe cũ đổi xe mới luôn. Anh chị có nhu cầu thì alo cho em Vân. Số điện thoại em để phần tiểu sử. Rồi cảm ơn anh chị đã xem video.